Động đất rồi, lại động đất nữa rồi. Mau, trốn, trốn vào các hang động đi. Không được, không được trốn vào hang động. Nó có thể sập bất cứ lúc nào. Hãy ra ngoài, ra vùng đất trống đi. Hả? Hết động đất rồi, mọi thứ trở lại bình thường rồi. Hay quá, hay quá. Chết tiệt, không thể tiếp tục như thế này được. Tôi phải bắt buộc tìm hiểu nguyên nhân. Tại sao mấy ngày nay cứ liên tục xảy ra động đất thế này? Này, tên Rakion, cậu biết đi đâu mà tìm chứ? Với lại, nguy hiểm lắm. Hãy ở đây đi. Không được, không được. Nếu chúng ta cứ hàng nhát ở đây, không tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao lại xuất hiện những cuộc động đất càng ngày càng chấn động mạnh đến như thế, thì chắc chắn đến một ngày chúng ta sẽ bị chôn vùi mất. Thôi được rồi, các cậu cùng với mọi người hãy ở đây cẩn trọng. Một mình tôi sẽ hy sinh đi tìm. Này, này, tên Rakion. Hả? Mặt đất lại rung chuyển nữa rồi. Chết tiệt, lại xuất hiện động đất nữa rồi. Mau, mau, nằm sát xuống mặt đất, bám chặt lại với nhau. Chết tiệt, dường như thứ chấn động đã phát ra đây. Hả? À, dừng rồi, dừng rồi. Nhưng khoan, sao trên bầu trời lại sấm sét, tôi mù tôi mịt thế kia. Hả? À, gì vậy? Là những Pokemon thần thoại, là Rodan và Kyogre mà. Mẹ kiếp mày, bầu hải thủy triều xuống, rút nước biển ra khỏi đất liền của tao. Tao không những không rút, mà tao sẽ nâng cao hơn, biến lấy những vùng đất của chúng mày thành đại dương. Cái gì chứ? Những Pokemon thần thoại này đang tranh giành lãnh thổ. Không lẽ những tiếng chấn động là từ cuộc chiến của bọn chúng? À, đúng như vậy rồi. Chết tiệt, lại xuất hiện động đất rồi. Kyogre, suốt mấy ngày qua rồi mà mày thật cứng đầu. Vậy thì tao sẽ cho mày thấy sức mạnh của tao. Tao sẽ bắt mày khuất phục dưới chân của tao. Cầm mồm đi Golden. Không phải tao cứng đầu, không phải tao đi xâm chiếm lãnh thổ của lợi khác, mà chính mày. Hằng năm mày hay dâng cao đất liền, khiến cho lãnh thổ vùng biển của tao bị hạn hẹp. Rất nhiều sinh vật dưới nước mắc kẹt. Hôm nay tao sẽ thay mặt cho tất cả giống loài dưới nước mở rộng bờ cõi, nhấn chìm thế giới trên cạn chúng mày. Mẹ kiếp, chỉ có một chuyện nhỏ như thế mà mày lại gây ra cuộc chiến này hay sao? Vùng biển của mày rộng lớn, biết bao giờ đất liền của tao có thể lấp đầy được chứ? Chết tiệt, đúng là như vậy rồi. Nhưng mình không thể nào trơ mắt nhìn bọn họ tàn sát lẫn nhau được. Chết tiệt, phải tìm ai đó giúp đỡ mà thôi. Này, này, cậu không sao chứ? Không sao chứ? Như cơn động đất đáng ghét, một tí nữa tôi bị chôn vùi rồi. À, là hô ô mà. Không lẽ cậu tới đây cứu tôi à? Tôi đang tìm hiểu nguyên nhân của những cuộc động đất thì biết được Kyogre và Golden đang đánh nhau. Bỗng dưng thấy cậu bị chôn vùi, tôi đã lôi cậu lên đây và hồi phục sinh lực cho cậu. Cảm ơn hô ô nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ việc quan trọng hơn là làm sao ngăn cản bọn họ. Golden và Kyogre là những Pokemon thần thoại cổ đại, họ rất mạnh, chúng ta không có khả năng ngăn cản họ. Chỉ có những Pokemon thần thoại như họ trở lên thì mới có thể mà thôi. Hả? Nhưng mà bây giờ chúng ta biết tìm đâu Pokemon mạnh như họ chứ? Tôi biết có một Pokemon thần thoại, đó chính là Zekrom. Hắn ở gần đây mà thôi, tôi sẽ đi tìm hắn nhờ sự giúp đỡ. Cậu hãy nhanh chóng đi cứu giúp những Pokemon khác đang gặp nạn đi. Hả? Hay quá, hay quá. Hô, tất cả trông cậy vào cậu. Tới rồi. Zekrom đang dưỡng thương trên đỉnh ngọn núi tuyết này mà thôi. Mấy tháng trước mình còn giúp hắn trị thương mà. Zekrom, ta nhất định sẽ trả món thù này. Này, Zekrom, làm ơn giúp đỡ thế giới Pokemon với. Hả? Là ngươi à? Ngươi tới đây làm gì? Ta đã không cần tới sự giúp đỡ của ngươi rồi mà. Tôi tới đây có chuyện quan trọng muốn nhờ bà không? Pokemon Golden và Kyogre đang đánh với nhau giành lãnh thổ. Bọn họ đã tạo ra những cuộc chấn động rất lớn, đang phá hủy toàn bộ thế giới Pokemon. Làm ơn, hãy tới đó ngăn cản họ đi. Ồ, thì ra những vụ rung lắc là do bọn chúng gây ra. Nhưng tại sao ta phải ngăn cản bọn chúng chứ? Ta cũng phải để sức lực
để đi báo thù cho Red Ham. Ông nói cái gì chứ? Muôn loài đang gặp nạn, ông không giúp đỡ lại chỉ biết tư thù cá nhân. Ông đúng là một kẻ ích kỷ. Biết vậy, mấy tháng trước tôi không giúp đỡ ông rồi. Ồ, mày đừng nghĩ giúp tao trị thương thì lên mặt với tao nha. Mày dám xúc phạm tao, tao lấy luôn mạng của mày đó. Cái gì? Đồ đáng ghét đây. Tao thật có mắt dưới mù mà. Mày giúp đỡ ngươi. Chết tiệt. Ồ, ngươi dám tấn công ta. Trượt lắm. Vậy thì đừng có trách ta ra tay giết chết ngươi. Chết rồi. Ngươi đúng là một Pokemon bẩn thỉu. Ta giúp đỡ ngươi thật là sai lầm. Ngươi đúng là một kẻ ăn cháo đá bát. Ngươi chỉ biết bản thân ích kỷ, tư thù cá nhân. Ta hối hận vì đã giúp ngươi. Hồ kiếp, chỉ lành vết thương cho ta, đó là vinh dự của ngươi. Ngươi không được quyền đòi hỏi ta bất cứ điều gì. Ta là một Pokemon thần thoại, ta thích làm gì thì làm. Ngươi xúc phạm ta thì ngươi cũng sẽ phải chết. Chết tiệt. Mình phải chạy thôi. Phải giữ mạng này để đi cầu cứu Pokemon khác. Ngươi tưởng ngươi có thể chạy thoát khỏi tay ta hay sao? Chết đi. Mình vẫn đang ở vùng núi tuyết à? Ok, người của mình. Không, làm ơn, ai đó hãy cứu lấy thế giới Pokemon này đi. Tiếng bi thương khóc lóc đến não lòng phát ra từ đâu và của ai vậy? Thì thế này là Pokemon thần thoại Lucia mà. Hay quá. Làm ơn ngăn cản cuộc chiến giữa Golden và kêu gà đi. Gì chứ, họ lại đánh nhau nữa à? Hèn chi mấy ngày nay mặt biển lại tạo ra những cơn sóng lớn đến như vậy. Còn ngươi là ai? Sao lại bị thương nằm ở đây? Tôi là Ho-Ho. Tôi bay khắp mọi nơi để tìm những Pokemon thần thoại ngăn cản cuộc chiến đó. Tôi đến nhờ vả tên Zekrom, nhưng tên khốn kiếp đó đã làm tôi ra thế này. Lucia, ngài cũng là một Pokemon thần thoại. Làm ơn hãy ra tay giúp đỡ thế giới Pokemon đi. Thật đáng tiếc, sức lực của ta có hạn, ta không thể nào ngăn cản được họ. Nhưng khoan, ta biết có một Pokemon thần thoại sinh cùng thời với họ, sức mạnh không thua gì họ. Chắc chắn ngày ấy sẽ ngăn cản được họ. Hay quá. Nhưng mà tôi như thế này thì làm sao có thể đi được? Ngươi cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi. Ta sẽ thay thế ngươi đi tìm và cầu xin ngày ấy. Cảm ơn ông nhiều lắm. Nhưng rốt cuộc đó là Pokemon nào? Kyogre, ngươi thích chơi với ta, ta sẽ chơi với ngươi cuối cùng. Ngươi thích xâm chiếm mà, ta sẽ cho vùng biển của ngươi cạn thành đất liền luôn. Cuối cùng ngươi cũng nói những lời thật lòng của mình rồi à? Ta biết ngay mà, thứ xấu xa như ngươi luôn muốn âm mưu chiếm lấy vùng đại dương rộng lớn của ta. Chết tiệt. Vậy thì hôm nay ta sẽ giết chết ngươi rồi nhấn chìm cả lục địa của ngươi xuống nước. Khốn kiếp, hai tên chết tiệt này thực sự đang đánh nhau như lời của Lucia đã nói với mình. Mau dừng lại cho ta. Dừng cái con khỉ. Kẻ nào to gan muốn chết dám lại gần đây à? Đúng vậy, không có kẻ nào có thể ngăn cản được ta với tên khốn lại đánh nhau đâu. Cuộc chiến này kết thúc trừ khi một trong hai ta có kẻ chết mà thôi. Chết tiệt, đúng là hai cái thứ ngu ngốc đáng ghét này. Được lắm, các người muốn đánh nhau à? Vậy cho ta đánh với, ta sẽ giết luôn hai người để kết thúc cuộc chiến này. Mày kiếp kẻ nào tấn công ta vậy? Là ngươi à? Mày quá già, ngươi đâu chui ra thế? Hồ kiếp, tại sao ngươi lại giúp đỡ tên kêu gà kia tấn công ta? Chính hắn là kẻ đã nâng thủy triều lên xâm lược lãnh địa của ta. Cảm ơn. Không có khói thì làm sao có lửa. Ngươi hàng năm không nâng lục địa của mình lên cao, lấy mất diện tích biển của ta, thì làm sao mà ta có thể tấn công ngươi được chứ? Cả hai người đều im mồm hết. Ta tới đây không phải là để giúp ai cả, mà ta tới đây để chấm dứt cuộc chiến này. Các người dừng lại đi, đừng vì sự ích kỷ của mình mà tạo ra trận chiến vô nghĩa này, gây ra những cuộc chấn động giết hại bao nhiêu lời. Ta không quan tâm sự sống của cả khác.
ta muốn giết chết thứ kiêu gà này mà thôi. Ta không tha, ta phải giết bằng được tên cáo đàn này. Chết, chết tiệt, ta nói như thế mà các ngươi không hiểu à. Hai cái thứ cứng đầu này, các ngươi thích chết à? Vậy thì ta sẽ cho các ngươi chết hết. Kiêu à, tao sẽ cho mày tan xác. Hãy nhận lấy sức mạnh của tao nè. Tao sợ mày à. Hay quá, hay quá. Hết động đất rồi, hết động đất rồi. Nhìn kia, bầu trời cũng đã trong lành